Trời đất, anh chưa về nữa. Hồi nãy em cho anh nửa tiếng mà bây giờ tới một tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa xuất hiện là sao? Nè, em cho anh đúng nửa tiếng nữa mà anh không có mặt ở nhà là anh ngủ ở ngoài luôn đi nha. Em không có rảnh đâu mà ngồi chờ anh hoài, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Không phải, không phải. Tụi anh mới vô quán karaoke bỏ về nó kỳ lắm em. Trời ơi, nửa tiếng ăn nhầm gì. Em phải nghe câu thời gian qua vun vút, vun vút, vun vút. Thôi, ngủ trước đi. Khi nào về anh gọi vút, vút, vút. Hey, bà mờ. Anh khỏi về luôn đi. Hồi hôm qua lúc 1 giờ là anh đã về nhà rồi chứ bộ. Ai mở cửa cho anh vô nhà? Má mở. Cái gì vậy? Gì? Trời ơi, sao không gọi cho em? Thì tại vì anh nghĩ em ngủ rồi, để cho em ngủ ngon giấc anh gọi má, má mở cửa. Bộ anh muốn cái gia đình nó xào xáo lên nữa hả? Trời ơi, nghĩ sao mà anh gọi cho má rồi má trách em là không mở cửa cho anh. Trời ơi, để chồng ở ngoài đường rồi không chịu mở cửa cho chồng, anh nghĩ sao vậy trời? Anh gọi cho em không được thì anh gọi cho chú ba hay là anh gọi cho bé Út. Tự nhiên anh gọi cho má vậy? Anh biết đâu anh quen rồi, hồi nào tới giờ thì anh cứ đi về trễ thì anh cứ gọi má, má mở cửa thôi. Nhưng mà không sao chứ, má muốn mở cửa, anh thấy má đâu có nói gì đâu. Trời ơi, hồi nào tới giờ là ngày xưa khác bây giờ, khác bây giờ anh đã có vợ rồi. Thì anh đi về anh phải gọi điện cho vợ ra mở cửa. Rồi lỡ má nghĩ em là hả không quan tâm gì tới chồng con, không lo lắng gì tới cho anh hết. Rồi sao hả? Mà em cũng kỳ nữa. Em kỳ gì? Có ai có chồng mà chồng đi nhậu mà một tiếng đồng hồ gọi lần, một tiếng đồng hồ gọi lần thúc về không? Em biết hả, bạn bè anh nó cười em chết luôn vậy đó. Vậy là bây giờ anh trách ngược lại em đó hả? Không phải là trách ngược, nhưng mà anh là chồng em phải là con em đâu mà lúc nào em cũng quản thúc vậy. Ủa, anh có biết em làm như vậy là em lo lắng cho anh không hả? Em sợ anh đi nhậu rồi có chuyện gì, rồi lỡ như anh ngủ ở ngoài đường, rồi anh trúng gió bất đắc kỳ tử rồi sao? Rồi ai lo cho anh đây? Mà giờ em la lớn tiếng vậy rồi ba má nghe làm sao? Anh mới là lo lớn tiếng đó. Em không lo cho anh, em không thương anh thì em gọi điện cho anh làm cái gì? Hả? Cười quá. Anh bây giờ anh trách em, anh có nghĩ lại anh không? Hả? Anh đi làm về là một là đi nhậu, hai là không thì đã đi vô chơi game. Anh có lo lắng, chăm sóc, quan tâm gì cho ngôi nhà này không? Có bao giờ mà anh đi làm về anh hỏi là con như thế nào rồi, gia đình này như thế nào không? Chưa bao giờ anh hỏi hàng em một câu nào hết á. Em nói gì vậy? Trời ơi, anh đi làm về thì anh cũng đưa tiền hết cho em giữ. Rồi con nhiều khi anh rảnh anh cũng dạy con học vậy. Ủa mà nè, anh lớn rồi, anh cần có không gian riêng của anh, anh cần có tự do riêng của anh. Má anh cũng không có quản anh vậy nữa. À, anh hết lôi con ra nói, anh hết lôi em ra nói, bây giờ anh lôi tới má ra nói nữa ha. Được rồi, anh lôi tới má thì em hết cái để nói rồi, em không còn gì để nói với anh nữa. Bây giờ, từ hôm nay, kể từ giây phút bây giờ, em sẽ giao hết sự tự do lại cho anh. Em sẽ không bao giờ can thiệp gì nữa, được chưa? Vậy đi. Tự do muôn năm. Hạnh ơi, bà ngoại đem trái cây qua cho con nè. Hạnh ơi, Hạnh ơi. Trời ơi, nhà cửa sao mấy đứa này, sao nó ỷ y dữ vậy trời. Nó cửa nghèo không đóng đâu, mất tiêu hết trơn hết trội rồi. Đình ơi, Kim ơi. Dạ con chào má. Ủa con, bệnh hả? Dạ không, má mới qua chơi hả má? Má mới qua. Ủa không thích má qua hay sao mặt mày buồn quá vậy? Được con, má qua chơi con vui lắm chứ. Con vui mà thấy cái mặt con nó chảy xệ xuống mà con mắt ngọ mở muốn không lên. Sao vậy con? Má không ấy không, má về. Qua ừ. đem trái cây qua cho Hạnh chứ má không làm phiền đâu. Con, má ở đây đi. Con muốn có người tâm sự. Con buồn quá má. Ủa sao vậy con, vợ chồng có vấn đề gì? Buồn vấn đề gì vậy? Nói má nghe coi. Vợ con sao? Chắc hết thương con rồi má. Bậy nè, vợ con nó thương con lắm, sao con nói vậy? Mà con dựa vô đâu mà con nói vợ con nó không có thương con? Vợ con thay đổi rồi má. Nhưng mà nó thay đổi như thế nào mình phải biết, mình phải chính xác mình mới nói vậy chứ con. Con cảm nhận được từng phút, từng giây
sự thay đổi của vợ con đó má. Nó thiệt vậy luôn á hả? Cổ có người khác bên ngoài rồi. Trời ơi, con Kim nó có người khác bên ngoài rồi hả con? Con bình tĩnh lại đi. Cái này để má hỏi là má sẽ giải thích cho con nè. Con Kim nha, má rất là thương nha, nó muốn cái gì được cái nấy, nhưng mà riêng cái vấn đề mà là quen người ngoài đó, cái kiểu này là má không có đồng ý đâu nha. Dạ con cũng đâu có đồng ý, gia đình con tan nát rồi má ơi. Trời ơi, tại sao nó hư đốn vậy ta? Thôi bây giờ vậy nè, con Kim là con của má, bây giờ nó làm sai rồi, bây giờ là thôi để đây đi, để má gặp nó, hai vợ chồng con là má sẽ nói chuyện rõ ràng nha. Bây giờ con nè, đứng thẳng lên, mình là đàn ông, đi theo má. Đi. Đi đâu vậy má? Đi đánh ghen. Con làm cái gì vậy? Con làm cái gì vậy? Nè, má nói nè, con sợ con để cho má đánh thế cho con. Đứng dậy đi. Không má ơi, không má. Đàn ông, đàn ơi, cái kiểu gì vậy Đinh? Má ơi má, má đâu có biết ai đâu mà má đánh, rồi má đánh lộn, nó đánh mình lại bờm đầu sao? Sao con tào lao vậy? Con mới nói vợ con có người đàn ông khác, mà bây giờ con nói là không có biết ai là sao? Dạ không, con mới nghi ngờ thôi, con cũng đâu có biết mặt. Trời đất ơi, nghi ngờ cái gì? Vợ mình như thế nào mình biết chứ nghi ngờ cái gì được rồi. Để má điện thoại cho Kim, má chờ nó về đây. Má lôi đầu nó lại chỗ đó, má quất một trận cho con coi. Má không đánh thắng thằng đó là má không ăn tiền cho con coi. Má ai má đụng tay má hả? Má cái gì? Đi vô đây, bước vô. Ủa? Tại sao vậy? Tại sao vậy con? Hả? Má thương con quá mà Kim, con làm cái kiểu gì vậy? Cái gì má cũng chiều con hết mà tại sao con đi lấy người đàn ông khác, con bỏ chồng con đây. Con leo lên con ngồi. Ủa? Leo lên ngồi đàng hoàng. Là sao má mình nói? Ra chất đàn ông đàng hoàng. Con mới về không biết ớt giác gì hết trơn, má nói gì con không hiểu gì hết trơn á. Con đi lấy người đàn ông khác, con bỏ chồng con. Con đi lấy người đàn ông khác? Chứ ai? Ai nói với má vậy? Đấy, anh chồng con nói. Giờ sao? Dẫn má lại đó liền. Má quất cho nó một trận cho con biết nè. Má từ từ, má bình tĩnh, má bị cao huyết áp đó. Má sống lại má cũng sùn 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 lên à. Anh Đình, quay mặt anh Đình. Anh quay mặt lại anh nhìn em nè. Anh nói với má là em có người đàn ông khác hả? Không phải. Má biết không, bình thường á, điện thoại á con á, con đi ra ngoài một tiếng đồng hồ là vợ con gọi một lần. Vậy mà mấy bữa nay á, không gọi tiếng nào hết, nhắn tin cũng không có luôn. Con mới nhắn tin lại, con thử đó má, con thử đó. Con nói con về trễ, con không về. Cổ cũng im lặng, không phúc đáp qua điện thoại. Như vậy là vợ con đã thay đổi rồi, đã có người bên ngoài rồi. Ủa? Chứ không phải là anh nói anh cần cuộc sống riêng, anh cần không gian riêng, anh cần có những mối quan hệ bạn bè, anh cần những buổi nhậu nhẹt tới sáng. Em đừng có gọi điện cho anh, em mà gọi điện cho anh nhiều á là bạn bè của anh sẽ coi thường anh. Thì bây giờ em cho anh một cuộc sống thoải mái, một cuộc sống riêng tư anh còn không muốn nữa. Anh muốn cái gì? Có vụ đó nữa hả Đình? Con nói đi, má ngồi đây má xử cho. Thôi ba không có biết đâu, để con tìm người khác. Nè, má xử được, khỏi đi tìm ba má con. Ba má còn đâu dưới gầm bàn vậy? Tìm cái gì? Để nó biết tìm cái này nè. À đúng rồi đó. Cái đồ mốt mà phải vậy á hả? Phải. Ghen quá thì là khùng à. Không có, cái đồ mốt này á, để con mở cái app quả cầu thông thái lên, con hỏi chuyên gia cho má coi. Em nghe nè. Trời ơi, khoan từ cái đã, tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được cả. Mình mà càng rối càng như vậy thì rất là khó. Nào, bình tĩnh chút xíu, hít thở lên. Xem có chuyện gì mà trầm trọng đến mức là một người đàn ông không bao giờ khóc hoặc ít khi khóc, mà một khi khóc rất là kinh khủng như vậy. Dạ, chị Dạ ơi, đừng hỏi em, đừng hỏi em á. Thôi nhắn đi, dạ chuyên gia ơi, rể tôi hỏi là giờ vợ chồng nó vậy là đúng hay sai, chuyên gia trả lời giùm. Đó, dạ, vậy xong rồi làm cái gì? Em lại vậy đó, chuyên gia. Anh hỏi gì kỳ vậy? Anh hỏi gì đâu có rõ ràng, anh phải hỏi cụ thể lên. Dạ thưa chuyên gia, chồng của tôi á là thích những cái cuộc nhậu nhẹt tới sáng, thâu đêm suốt sáng. Tôi gọi điện á thì ảnh phàn nàn, ảnh không thích. Thì tôi chiều theo ý ảnh là tôi sẽ không gọi điện nữa, không phàn nàn và tôi im lặng. Tôi làm như vậy á thì có đúng không chuyên gia? Trời ơi, hai cái câu hỏi, hai cái vấn đề mà nó chỉ là một thôi đó. Tức là đơn giản người biểu im thì người kia im, đúng không ạ? Nhưng mà người này biểu im nhưng cũng có nghĩa là im một cách kinh khủng như vậy. Mà mình im thì mức độ nó thôi chứ. Mà mình phải nhận ra là mình im là im cái thứ mà chồng nói đúng hợp lý. Còn thứ mà chồng không hợp lý là mình không được im.
Như vậy thì ở đây không ai đúng ai sai hết á, mà chẳng qua cái tôi của mỗi người chúng ta quá lớn thôi. Ví dụ ban đầu thì người chồng cũng chỉ muốn là vợ cũng không nên kèm nhèm nhiều quá, vợ cũng không nên nhắc chồng trong khi có bạn bè này kia nhiều quá. Thì thôi, thì những lúc như vậy thì vợ nên để chồng có một cái khoảng trời riêng, để chồng tự do thoải mái chút xíu. Chứ lúc nào cũng làm như vậy thì cảm thấy gò bó. Đó, im lặng là như vậy đó. Nhưng những khi mà cần trao đổi với nhau, từ câu chuyện nhỏ tới câu chuyện lớn, thì vợ chồng phải cùng đồng cam cộng khổ mà chia sẻ với nhau chứ. Trong khi đó chị vợ thì người chồng quên rằng là chị vợ đang rất tự ái, và khi mà nói bảo là im đi thì thôi tôi im. Như vậy là chị vợ cũng có cái không đúng ở đây. Đó là hiểu, cố tình hiểu sai ý đồ của chồng mình. Chứ tôi tin là không phải bạn vợ không biết đâu, bạn vợ hiểu là người chồng nói im lặng thế nào luôn á. Nhưng mà vợ cố tình vậy đó, đang đụng vào tự ái tôi im luôn cho biết mặt, đúng chưa? Nhưng mình thấy rõ ràng là cái câu chuyện của hai vợ chồng đây là chúng ta cố tình làm khổ nhau và làm khó nhau thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Thôi thì chúng ta cố gắng là đối với người vợ, đừng có cố tình hiểu sai và ý đồ của chồng mình nữa. Chồng mình nói im đây là thôi, ít ít thôi, im lặng nhiều quá sao chịu được, đúng không? Hai nữa là người chồng, mai mốt đừng thách thức nữa, đừng có đụng vào phụ nữ, sợ chưa? Người ta bảo là ra đường sợ nhất ô tô, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Đó, như vậy là thấy kinh khủng chưa? Vậy thì sau này bạn cũng phải rút kinh nghiệm. Ví dụ mình nói vợ là thôi những lúc như vậy á thì vợ đừng có gọi, còn những gì mà cần đâu vợ cứ trao đổi. Chứ bảo là im lặng đi thì vợ im lặng phải rồi. Nên câu chuyện hôm nay thì là vấn đề mà hai vợ chồng thắc mắc á, là không ai đúng không ai sai hết nha, mà chúng ta đang cố tình làm khó nhau chút xíu thôi. Như vậy là không có được. Khi mình thách thức như vậy á là mình chỉ tôn trọng cảm xúc của mình thôi. Đó là đang bực mình, thôi đừng có nói nữa, lại nhà nãy mệt, thôi im đi. Thì mình đang tôn trọng cảm xúc của mình mà mình chưa chia sẻ với vợ, làm sao vợ không lo lắng khi mà nửa đêm chồng không về, mặc dù biết là đi tiếp khách rồi đó, nhưng mà cũng phải nhắc. Thậm chí là buồn chứ, khi mà mình không được gọi xuống mở cửa mà là gọi mẹ xuống coi như xem thường mình vậy đó. Thì đừng không phải chia sẻ với vợ của mình. Và ngược lại, người vợ cũng hiểu rằng là cái cuộc sống gia đình chúng ta, cuộc sống công việc của chồng hay của vợ đều có những lý do riêng, cần lắm cái sự cảm thông. Còn chồng mình cái gì mà hơi quá đó thì mình đóng cửa lại rồi bảo nhau, chỉ cho chồng, thậm chí là mình gọi vui là bày cho chồng ấy cái cách để chồng xử lý vấn đề tốt hơn, và từ đó thì vợ chồng mới gắn kết với nhau được. Dạ tôi cảm ơn chuyên gia. Cảm ơn chuyên gia. Dạ, ý tôi vậy luôn á. Quá trời quá đất con rể cái gì. Đàn ông đàn ơi của mình đâu, hở ra con chút xíu chuyện giải quyết cũng không xong. Không phải, con tức chứ má. Thôi được rồi, chuyên gia nói xong rồi thì con cũng biết rồi. Từ nay con sẽ quan tâm tới vợ của con, anh sẽ quan tâm tới những cảm xúc của em, không để người thứ ba chắn giữa đôi ta. Má đi ra. Trời đất ơi, quá trời. Anh hối lỗi rồi. Lần này là em tha cho anh á, lần sau á là đừng có mơ biết chưa. Anh biết rồi, nhưng mà lần sau dù em giận anh á, em có nghe chuyên gia nói em cũng phải nói cho anh biết, để anh sai ở đâu, chứ em im lặng hoài vậy anh má đâu có biết. Má giải thích được rồi, cần chi nói giải thích. Nhưng lúc không có má thì sao? Không phải thì, dặn má im lặng đi. Thì anh ngoan á, em cũng đâu có hư. Ừ, anh sẽ ngoan. Thôi bây giờ nè, dù sao chồng con biết lỗi rồi, tha lỗi cho nó đi. Nhưng mà lần này thôi nha. Dạ. Từ đây về sau, dù rể hay dâu có vấn đề gì kêu má ra tay liền. Mình không nói tới nữa. Đó rồi cái thằng đó đó. Rồi xong cái lệnh nó xô nhỏ đập đầu té xuống đất. Thì lúc đó làm sao hả? Ông để cho người ta xin lỗi là qua chuyện hả? Trời ơi tôi mệt mà quá. Bắt mấy đứa con nít nó giỡn với nhau. Đúng không? Rồi nó chạy cửa chút xíu rồi có cái gì đâu.